Chào buổi sáng nha. Trở lại với em nhỏ. Em nhỏ phái chơi con vịt. Con vịt. Rồi trở lại với bộ ba, tiếp tục cũng là cà phê 12 ca. Ngày nào cũng review với cái quán cà phê đông, bán không kịp luôn. Bữa nay không có gió nha bà con. Cái quạt đem vô rồi. Không có gió, trong này không có gió. Chưa có gió đó nó quay rồi. Trở lại với bộ ba, ba ly cà phê buổi sáng. Đây là cái đường Tam Sơn. Thực này bộ ba Tam Sơn nha. Đây là trước cửa quán mình. Đây là kệ mắt cóc number one. Còn đây là đường vào bãi xe Phú Cường. 15k là bạn sẽ có chiếc xe Honda sạch đẹp. Đây buổi sáng bộ ba Tam Sơn, ba ly cà phê, cà phê pha máy bình dân. Đây mời bà con uống cà phê xong vào làm việc nha. Hôm nay mình có rửa mấy chiếc xe đạp xong rồi mình giao luôn bữa nay nha bà con. Đây là một ly bắp, chơi thêm ly bắp nữa, chơi uống khỏi ăn, uống khỏi ăn luôn. Cái ăn trái chưa lậu? Trời ơi, sao không đem ra dứt luôn hả? Chưa hả? Qua vậy mà lớp bánh còn dài, tối về mấy giờ? 2 giờ. Ồ, 2 giờ giờ đó dậy hả? Tỉnh hả? Tỉnh dậy hả? Đỡ, tối ngủ đây mình mấy tới bữa nay nó không chịu, không chịu gì nổi. Quýnh sờ, quất ký mà nhẹ nhẹ, chút xíu mà phê ha. Có ba cái sườn nướng, sườn gì đó đồ ăn cơm thôi mà làm nó cũng là ăn mày uống nhiều lên bờ xuống ruộng. Cà phê máy 12k nha bà con, quá ok luôn. Gió yếu lên cái quạt nó chạy làm gì à, hồi bữa nó chạy một tỷ luôn. Vậy rồi bây hôm nay ra trễ trước thêm mới là hơi sáng là đậu sắp hàng có gió mạnh lên mạnh rồi chạy đó. Sáng cái khách đi làm tấp ngang đi cà phê đường mình rất là đông đúc nhau không chạy dần chiều lối vào nhà em đó, đường vào nhà em rất là đông xe xích. Đi làm đi nghe là 2.000 sách cái đi theo mang về con bổ nữa là sách đây 12.000 pha máy con bổ đẻ là lục lúa thôi, những người rửa xe 15k đó sạch đẹp ủng hộ bà con ai buổi sáng hoặc là u ám đẹp. Bầu trời bữa nay chắc cũng mưa thôi đúng không, hôm qua mưa nguyên buổi chiều đúng không, buổi chiều bộ câu lạc bộ ta tâm tài lấy đồ ăn cơm nhậu luôn ngẽo luôn cũng thành công làm xong chiếc xe đọt này. Do chiếc xe đọt nha bà con, vệ sinh có nhận vệ sinh xe đọt cho đợt 150k. Trời ơi, một hộp cơm giao luôn tới nơi luôn hả? Trời ơi, hộp cơm lấy em là 50. Rồi ok rồi. Hộp cơm sáng làm hộp cơm luôn bà con ơi. Có nhận rửa xe đạp thể thao cho bà con. Xe đạp hay là xe đạp điện, xe đạp gì cũng có làm hết á. Xe bà con chạy dơ không biết vệ sinh này kia cái rồi lâu ngày rồi ghé vô để cho mình nhận rồi mình vệ sinh chăm sóc chỉnh sửa lại những cái gì đó sau bao nhiêu ngày rồi đó anh, bao nhiêu ngày mà mình chạy nhiều khi cong hoặc là lỏng móc lỏng thì kia cái đó thì mình sẽ kiểm tra lại và mình vệ sinh
siêu sạch. Rồi quách một tí bát lên cho nó sáng sủa, nước sơn rồi nó giữ nước bóng rồi. Thứ hai nữa là nước rồi này kia nó không có bám vô được cho cái nước sơn xe mình ha. Rồi kia nó có đổ xuống nó cũng trơn qua luôn. Nó sẽ tạo cho sự bền bỉ của cái nước sơn mình hơn để nó mục. Thì anh em nào có nhu cầu chỉnh sửa rửa này kia cái thì alo mình, rồi mình chạy tới nhà mình kè xe về mình làm xong rồi mình giao tận nơi luôn cho nó vui đó. Thì từ 150k tới 200k do tùy theo xe dơ hay là xe sạch. Xe mà dơ ít thì mình lấy tiền ít thôi, còn xe mà đen quá giữa mà nó lem luốc hết trơn thì mình lệnh hai xị cho anh em. Rồi nhận giao luôn nha, xe Honda cũng vậy, cứ nằm ở nhà phè hai cái giò ra, banh cái giò ra rồi điện đây, có nhân viên tới chỗ lấy luôn. Lấy xong rồi giao tới nhà luôn, rồi nó thép cái giò lại móc 15.000 trả cho anh em đi về là được rồi. Đó vậy đó, vừa xe Honda vừa xe đọp nha, còn xe hơi tự chạy tới đi. Xe đọp như vậy alo cái là lại tới nhà nhận luôn. Là đem về nhà vệ sinh làm đẹp xong mà đem lại giao mấy anh em, chỉ có việc là móc cái túi ra giao tiền lại cho tụi bọn em là xong. Đấy, thế thôi. Rồi đây vui người cam cam lúc này hết cam rồi, qua bưởi quá còn sáng nói gì hết rồi. Thôi nói gì nữa uống phê rồi. Cái này có ghệ chưa? Đây là dẫn chua đó rồi. Đây Thắng ơi, đang trong trại. Đây là dùng thì vớt thì vớt mẹ nó cái đi. Ở đây là bé này đang đi dùng. Đây là 73 luôn. Đây là 20 mua 2 vé luôn. Không hiểu á. Đây còn 20 mua 2 vé chơi. Bảy mươi ba rồi, 4673 rồi, ở đây chuyện nãy giờ con không ấy à, mà em chơi tay gà đó đầu đây một cái bé dư dùng đó, cà phê đậu lại mua cà phê mang về lại vậy đó chứ quán cà phê. Thôi người ta đi ngang đây biết nhớ cái biển tối mình mới nói sàm sàm á, mới nói sàm sàm cái ta ghé nằm cà phê chứ cái gì mà khách hàng đó. Ai làm sàm 3 ly cà phê. Rồi ai có nhu cầu alo mình nhé, nhận xe giao tới chỗ luôn. Ai 0937771677 gặp Phước Sa Đéc là giờ nhận xe giao tới nhà. Rồi xin chào bà con, buổi sáng uống cà phê thôi.